Cầu vồng trong đêm mà đã từng xuất hiện ở trên cao nguyên không phải là ngẫu nhiên. Thật ra bất cứ ai cũng phải trải qua đêm tối. Trong đêm tối sẽ có cầu vồng. Chỉ cần có người không từ bỏ hy vọng thì sẽ tìm được kỳ tích. Tìm được cầu vồng trong đêm thuộc về mình. Tây Lạc Thiên Sanh đã xúi dục tôi. Trời ơi. Bây giờ anh vì một người phụ nữ không còn yêu anh mà từ bỏ tất cả, anh cảm thấy xứng đáng hay sao chứ? Từ đầu em đã muốn lợi dụng anh. Cầu vồng trong đêm phát sóng lúc 20 giờ trên SCTV 9.